Chào mừng chị đã quay trở lại kênh nhà VIP nhé. Bên em mới về được một chiếc nồi áp suất này. Con này thì xin thưa với chị là nó cực kỳ hiếm. Nếu mà chị đã ham đồ Nhật và chị đã từng mua những cái nồi áp suất điện hoặc cơ rồi thì chị sẽ biết là gần như cái nồi áp suất nó có dung tích 10 lít của anten fan này. Gần như chị có khi chị chưa bao giờ gặp. Em gặp con này lần thứ hai nhé. Em bán đồ gần 6 năm nay rồi. Lần này là lần gặp thứ hai. Con đầu tiên thì em giữ lại em dùng. Đấy. Nhà em vẫn đang dùng một con nồi suất 6 lít nhé. Tại nhiều khi như mình có khách mình như mình đông á, bình thường thì khoảng nồi 6 lít thì anh chị có thể kiếm rất dễ. 6 lít trở lại kiếm dễ lắm chị ạ. Và nồi 6 lít thì dùng cho gia đình khoảng 6 đến 8 người dùng nó ok hết. 6 đến 8 hoặc 10 người cũng được, nhưng mà thường khoảng trên dưới 10 người trở lên ấy thì mình sẽ cần những cái nồi suất lớn hơn. Và con này thì nếu như gia đình chị khoảng 6 đến 8 người mà khi mình nấu cháo thì mình cũng cần những con nồi to như vậy nhé. Nồi 6 lít thì nấu nó sẽ hơi ít. Đấy, con này riêu này con gà khoảng 5 đến 7 kg anh chị luộc được luôn. Nếu mà anh chị cứ luộc cái loại gà 1 đến 1 kg rưỡi 2 kg thì anh chị phải luộc 3 4 con nhé. Đấy, nó rất to. Hãng Tefal này là một hãng của Pháp và đặc biệt con này nó sản xuất tại Pháp luôn. Nó xuất sang thị trường Nhật và nó là hàng nội địa Nhật. Đó, tất cả tiếng Nhật hết nhé. Nồi xuất thì được cả một cái này anh chị sẽ tiết kiệm được nhiên liệu ga hoặc là điện. Và than củi nhé thì nó rất là tiết kiệm, tại vì nó sử dụng hơi áp suất rất là lớn để nó làm chín thức ăn nó nhanh hơn. Tefal là hãng nổi tiếng rồi. Con này về thì có đầy đủ cả bì hấp nữa, còn cả thùng, còn sách vở đầy đủ luôn. Em sẽ mở cho chị xem này. Ví dụ anh chị luộc con gà chị hết khoảng tầm 15 đến 20 phút anh chị khi anh chị luộc gà, nhưng mà khi chị dùng nồi áp suất anh chị luộc nhé, nó chỉ hết khoảng 1 phút đến 2 phút thôi. Tức là chị đun sôi, chị để đun sôi cho nó xì hơi lên ấy, là chị để khoảng 1 đến 2 phút là con gà nó sẽ chín. Đó, nên rất nhanh nhá. Tiết kiệm khủng khiếp luôn chị ạ, một lượng ga, lượng điện khủng khiếp luôn đấy. Cái này thì đầu tiên anh chị nhìn thấy nó vẫn còn nguyên cả xốp nhá. Đây là cái nắp, phần nắp của nó này. Đây là van hơi này. Dòng nồi áp suất Tefal này nó anh chị nó cực kỳ dày luôn, chắc chắn nhá. Con này chị thấy còn rất mới này. Những con hàng, đa số những con hàng bên em thì đa số là hàng tuyển lựa đẹp lắm. Anh chị xem kênh thì chị biết rồi. Nhưng mà đương nhiên đồng thời đi theo nó sẽ là giá nó sẽ cao hơn những cái mặt hàng, những cái đơn vị khác. Mình tuyển lựa đẹp thì giá nó sẽ cao hơn. Đây 10 lít nhá, khủng khiếp chưa. Đấy, trong này thì còn giấy tờ này, sẽ hướng dẫn nhằng các thứ nó ở rồi trong này. Mấy cái tờ này. Ở trong này tiếp theo là nó có một cái vỉ hấp nhá. Một cái vỉ hấp này là cái vỉ hấp đồ ăn, anh chị có thể hấp đồ ăn vào đây. Anh chị nếu chị không muốn luộc thịt thì mình sẽ dùng nồi sắt để hấp thịt nhá. Hấp thịt thì nó sẽ ngon hơn, hấp rau củ quả nó cũng ngon hơn nhá. Đấy, thì đặc biệt hấp rất nhanh. Bình thường chị hấp ở bên ngoài chắc phải hết nửa tiếng, 45 phút nó mới chín được nhá. Nhưng hấp thịt vào đây thì rất nhanh. Và con cái vỉ này nó là hàng chưa dùng thì phải anh chị ạ. Nó là chưa dùng nhá, vì nó có một cái quai sách này. Và cái con áp suất này ấy nó hay hơn cái con 6 lít trở lại ấy. Là con này nó sẽ không cần, thứ nhất là không cần một cái ba chân ở dưới này để nó cách cái nước lên nhá. Con này nó sẽ thiết kế này như này, nó thiết kế nó sẽ có hai cái lớp này. Các chị nhìn xem nha, trong bên trong đó, tổng cộng nó sẽ có hai lớp. Thì mình sẽ để cái này vào vị trí, ví dụ anh chị muốn cho nhiều nước ở bên dưới thì mình sẽ cho nó vị trí cao trên này. Mình để lên vị trí cao nhất nhé. Đó, tức là ở dưới anh chị vẫn có thể chị ở dưới vẫn luộc hoặc là hầm cái đồ gì đó, và chị muốn hấp cái đồ gì bên trên này chị vẫn để lên trên như vậy được nhé. Đấy, tức là một lớp chị để cao như vậy này, còn lớp chị để thấp xuống lên, thấp xuống thì mình sẽ cho lửa xuống. Đó, đây là mức thấp thứ hai của nó nhé. Ở dưới nó vẫn cách một khoảng như này để anh chị cho nước nhé. Tức là hai lớp. Anh chị có để cái vỉ hấp này hai lớp được này. Đó. Cái này tức là vừa nấu đồ ăn, vừa hầm, vừa luộc đồ ăn, nhưng mà anh chị vẫn hấp đồ ăn ở bên trên được. Rất tiện dụng nhá. Dung tích 10 lít. Vỉ hấp chưa dùng. Đây là dung tích ở bên dưới nó, chị anh xem giúp em này. Đây. Đấy, chị nhìn này rõ chưa ạ? Made in France nhá, sản xuất tại Pháp nhá, Made in France này. Đấy, dung tích là 10 lít nhá.
Em kiếm cái thước em sẽ đo cho chị xem là cái này nó sẽ khoảng cao khoảng bao nhiêu nhé. Cái thước em chưa biết ở đâu nhưng mà thôi mình đo lại nhé. Chiều cao của nó chắc khoảng tầm 20 hơn nhé. Chiều ngang này chắc khoảng tầm 25. Đấy, cao khoảng 20 hơn này. Ngang mặt lòng khoảng 25 nhé. Đấy, dung tích là 10 lít. Con này nếu chị nào lấy em bảo hành cho chị cho vòng 6 tháng, bảo hành doanh xì hơi nhá, bảo hành cho chị 6 tháng luôn. Là bán 5 triệu rưỡi nhá. Còn nếu là chị không lấy bảo hành thì lấy bao test không xì trong một tuần đầu chẳng hạn thế. Thực ra là để mà chắc là phải vài năm cũng không có xì được đâu chị, chắc chắn điều chị như vậy. Bảo hành cho vui thôi. Còn nếu chị lấy bảo hành cho một tháng thôi sẽ bán cho chị giá là 5 triệu 2. Rồi, anh chị đã có tâm hệ với em nhé, số điện thoại bên em để trên video 0367 490000 090 767 1913. Rồi, cảm ơn chị đã theo dõi video, chào tạm biệt, hẹn gặp lại chị video sau. Anh chị đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi video tiếp theo nhé. Cảm ơn chị rất nhiều.